Diễm mến chào Thái Ngộ quý vị và các bạn nghe. Thì lời đầu tiên cho Diễm chúc sức khỏe và lời chào bình an đến tất cả quý vị. Thì bữa nay mình đi sở thú nha. Diễm mời quý vị theo chân Diễm đi sở thú ở bên Florida. Không chỉ riêng sở thú mà trong đây có rất là nhiều trò chơi, rất là vui. Cái này vui nè, cái này là con trâu nè, con trâu nước bên Việt Nam mình á. Con trâu là đầu cơ nghiệp đó. Nó thấy cái hình ảnh quen thuộc tuổi thơ nó ùa về vui. Còn cái này là cái gốc cây, cái gốc cây huyền thoại của Disney. Diễm thích mấy cái animal này lắm nên nên đi vô đây coi khoái. Thì mình đi vô đây người ta sẽ chở mình trên xe, ngồi trên xe coi. Diễm thích thời tiết bên này ẩm, nước mưa đồ nhiều. Coi mấy cái động vật rất là gần luôn. Thích, nói chung là đi sở thú thì thích. Nếu mà quý vị có dịp qua bên đây chơi thì Disney của nó cũng khá là lớn. Diễm không có đi mấy cái phần kia, mấy phần chuột Mickey, đồ mấy cái phần cổ tích đồ đó mấy bé cũng rất là mê. Diễm thì mê animal hơn nên là đi thăm động vật, thú vật, không có đi bên mấy bên kia. Bên đây cũng có rất là nhiều điều thú vị, cũng có khu vườn Avatar, cũng có bên châu Á, châu Phi, nó mô phỏng lại của từng cái châu lục á, mỗi cái có đặc trưng riêng á. Coi bà khỉ bà ngồi bà ăn. Bữa nay trời tốt, trời không có nóng lắm, gió nhẹ nhẹ. Còn em này ngồi thừ ra đó thôi à. Con cái vợ chồng gì bên kia chơi giỡn, ảnh ngồi thừ đây. Rồi ta đó, Diễm đi rất là nhiều nhưng mà chỉ làm một cái video ngắn khoe quý vị chút vậy thôi. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tới nha.